Yeah, I'd like also to mention that today is a new moon day. So in case if there are some people coming just for morning or just for today or just to look what's happening here and then quickly go away, it's good for you to take the 8 precepts anyway, because today is the new moon day, and that's the day when all Buddhists are recommended to take 8 precepts. À, vậy là có một ý kiến nhỏ là hôm nay là ngày trăng mới. Thành ra kể cả các quý thiền sinh nào mà chỉ đến vào buổi sáng hoặc là chỉ đến một lúc để xem khóa thiền nó ra sao rồi về, thì mình cũng nên thọ tam giới. Bởi vì ngày trăng mới là ngày các Phật tử nên thọ bát quan trai. New moon day, full moon day, the eighth day after the new moon day, the eighth day after the full moon day are 4 days every month. Very much recommended for following 8 precepts by every follower of the Buddha. Thì một tháng có 4 ngày sám hối là ngày trăng mới, ngày trăng tròn, 8 ngày sau trăng mới và 8 ngày sau trăng tròn là 4 ngày mà bất kỳ một Phật tử nào cũng nên thọ bát quan trai và 8 giới xuyên suốt ngày. So today you have this fantastic opportunity to train yourself in being a full-fledged excellent follower of the Buddha. Thì hôm nay mình có cơ hội để thử trải nghiệm cái việc là thọ giữ tám giới trong một thời gian và để trở thành một Phật tử thuần thành. Regardless whether you follow a meditation retreat or not. Kể cả khi bạn có tham dự chọn khóa thiền hay không. The next rule is for understanding the reality of this body and this mind. Giới tiếp theo sẽ là giới để mình hiểu về cái thực tại của thân và tâm. It consists of two parts. First, refraining from multimedia entertainment, and second, refraining from adorning the physical body. Thì nó được chia làm hai phần. Phần đầu tiên là tránh những cái hình thức giải trí, đàn ca sáo, đàn ca, và thứ hai là tránh trang sức và những cái thứ mà để làm đẹp cho cái cơ thể. So refraining from multimedia entertainment means refraining from dancing, singing, playing musical instruments, and watching funny movies. Thì phần đầu tiên nó sẽ bao gồm nhảy múa, ca hát, chơi nhạc cụ và xem những cái chương trình hài giải trí. Refraining from self-beautification includes refraining from using any jewelry, flowers, garlands, perfumes, and anything, and rings, and necklaces, and powders, or whatever else you would use to embellish your body. Còn phần thứ hai là tránh không dùng trang sức, nước hoa, đeo vòng hoa chẳng hạn, tức là đồ mỹ phẩm để làm tôn lên cái vẻ đẹp của cơ thể. So for those who are attending this retreat throughout the 6 days, and for those who are taking 8 precepts for today, it's good to remove your earrings and rings and necklaces and so on to follow this rule. Nên đối với các vị nào mà tham gia 6 ngày hoặc là chỉ giữ 8 giới trong ngày hôm nay, thì các vị cũng có thể thử bằng cách tháo bớt khuyên tai, vòng vèo, nhẫn. Of course you can keep your wedding rings or anything that you are using not because of beautification but because of social reasons or health reasons. Tuy nhiên là nhẫn cưới hoặc là các loại vòng hoặc là đồ mình đeo trên người không phải vì mục đích làm đẹp mà để vì sức khỏe hoặc là vì một cái
vì tôn giáo hoặc là vì gì đó thì mình vẫn có thể đứng. So you can repeat after me. Nên mọi người lặp lại em không? Nanja. Nanja. Gita. Gita. Vadita. Vadita. Visuka. Visuka. Dasana. Dasana. Mala. Mala. Gandha. Gandha. Vilepana. Vilepana. Dharana. Dharana. Mandana. Mandana. Vibhusana. Vibhusana. Dhana. Dhana. Veeramani. Veeramani. Sikkhapadam. Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Finally, we have the precept of refraining from luxurious furniture. Tiếp theo là không có nằm ở giường, không có nằm ngồi giường ghế cao và rộng. Refraining from high, wide, luxurious beds and chairs. Những cái giường ghế mà cao, rộng và được khảm, nói chung là nhìn sang trọng. So for those who are following eight precepts, it is very recommendable to avoid sleeping on comfy beds and sitting on comfy armchairs and rocking chairs and large chairs. Đây là những ai giữ tam giới thì nên là không có nên là nằm cái giường cao quá, ngồi những cái ghế kiểu sang trọng quá. Which may help you to contemplate more on the reality of the body and train in humbleness. Vì điều đó sẽ giúp cho bạn thực tập cái việc nhìn được sâu hơn về bản chất của cái của thân tâm mình và trở nên khiêm tốn hơn. The exception is when you teach Dhamma. Cái ngoại lệ duy nhất là khi mà mình dạy pháp hoặc là mình giảng pháp. That's because at that time, by sitting on a luxurious chair or bed or throne such as this one, you pay respect to the Dhamma. Bởi vì khi mà bạn thấy cái người giảng pháp mà ngồi trên một cái ghế cao, nhìn nó lộng lẫy một chút. Thật ra thì mình sẽ có cái sự kính trọng đối với pháp. Do you know the story of the ancient Indian king Ashoka? Các bạn có nghe câu chuyện về một nhà vua thời Ấn của Ashoka? After he won a bloody battle in India and united all of India, he was thinking what should he do to get free from so much of bad deeds. Sau khi đã trở về từ một cái trận chiến rất là khốc liệt và thống nhất được toàn nước Ấn, thì người Nguyên Ngài nghĩ rằng làm sao để mình có thể trả được hết những cái nghiệp của bất thiện này đây. So as he looked out of his window, he saw a young novice coming around. Lúc đó ngài mới nhìn ra cửa sổ và thấy một sa di trẻ đi tới. And the novice was so restrained and so calm that King Ashoka decided to call him up to his palace. Vị sa di đó nhìn thần thái rất là điềm tĩnh, rất là gọi là toát lên một cái vẻ cực kỳ nói sao nhỉ? Nói chung là rất là hay ho. Nên là vua Ashoka mới mời cái vị sa di này đến cung điện của mình. So then the novice came up
And the king invited the novice to sit wherever he wants. Khi mà vị sa nhân tới thì nhà vua mới mời vị sa nhân là có thể ngồi bất kỳ chỗ nào mà vị sa nhân muốn. So the novice looked at the place where the king sat, where the king would usually sit, and because he didn't see there any monk at all, he thought, now I will teach Dhamma, so I should sit on the king's throne. Khi đó thì người sa di mới nhìn quanh và thấy ngai vàng của đức vua, và vị sa di cũng để ý rằng xung quanh là không có vị sư nào cao, tức là không có vị sư nào tuổi hạ hơn mình, nên và bây giờ mình sẽ chia sẻ pháp, nên là người sa di này quyết định sẽ ngồi lên ngai vàng của đức vua. So the seven years old novice sat on the throne of the king, and the king sat on the ground in front of the novice. His biological age. Khi đó thì vị sa nhân này là 7 tuổi, thì vị sa nhân mới ngồi trên ngai vàng của vua, và vua thì ngồi dưới đất. So if you teach Dhamma, you can sit on a high, wide, luxurious furniture. Nên là khi mà dạy pháp và chia sẻ pháp thì các bạn có thể ngồi trên ghế sang trọng và ghế cao. Yes. But otherwise, if you follow a precept, refrain from all luxurious furniture. Còn ngoài cái việc chia sẻ pháp ra thì nếu mà chịu tám nhớ thì các bạn sẽ tránh sử dụng đồ sang trọng. So you can repeat after me. Mọi người làm lại. Ucha. Ucha. Sayana. Sayana. Maha. Maha. Sayana. Sayana. Veeramane. Veeramane. Sikkhapadam. Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. So now I will encourage you to protect the three refugees and the Uposatha eight precepts very well, and to keep mindful and striving continuously. Và cái câu cuối cùng ngài đọc sẽ là để cổ vũ cho mình giữ tâm thọ tam quy, giữ tám giới và luôn luôn giữ chánh niệm. And then you can reply, Amabhante, yes sir. Và mình cũng sẽ chỉ trả lời là Amabhante thôi. Tisaranena sattin attanga samanna gatan upo satasilan dhammang sadukan surakhinan gatva Amabhante sampade. So now you have three refugees and eight precepts completed. So this is the best time to take the introductory loving kindness meditation. Bây giờ sau khi mình đã thọ tam quy và giữ xin tam giới thì mình sẽ bắt đầu vào cái sự hướng dẫn cho cái thiền tâm từ. So this will be the practice with which we will start every day, and which we will apply also at the end of the day. Cái thiền tâm từ là hình thức mà mình sẽ bắt đầu mỗi ngày của khóa thiền và sẽ kết thúc mỗi ngày của khóa thiền của phần thiền tâm từ. Are there any people who were not here yesterday at night? Có ai ở đây ngồi đây mà tối hôm qua không có tham dự không ạ? Dạ, mọi người giơ tay. Cũng hơi nhiều. Thank you.
So I will first explain how to sit. Đầu tiên thì sư sẽ hướng dẫn cách ngồi. Cô xin là cô xin được cô xin tao lâu rồi. Không ạ, thầy cô xin gì? Thầy đã lâu không ạ? So when you sit in meditation, your posture should be both comfortable and healthy. Khi ngồi thiền thì cái thế ngồi thiền của mình luôn luôn dễ chịu và khỏe. Comfortable means that you can stay all the meditation time without any movement and without any pain. Dễ chịu tức là mình có thể cái thế đó thì có thể ngồi xuyên suốt cái thời gian mình định ra để ngồi thiền mà không có bị đau hoặc là healthy means that sitting in that posture again and again, many, many hours every day will not cause you any medical problems. Và cái thế ngồi nó phải khỏe, tức là kể cả khi mình ngồi vài tiếng một ngày và mình ngồi liên tục một thời gian dài, mình sẽ không có bị vấn đề về sức khỏe. So some people feel relaxed on sitting on a chair, resting their back over the back of the chair. But if they do this for many hours, they will not be able to stay without any movement at all, and they may have medical problems after some time. Có một số người thì thích ngồi thiền trên ghế và dựa lưng vào thành ghế, nhưng mà cái thế ngồi thiền này thì về lâu về dài nó sẽ không có nó không có làm cho sức khỏe của mình nó không có tốt. Và ngồi cái thế này thì cũng không khó mà không di chuyển được. So it's very important that you experiment with your meditation postures and gradually find the one which suits you best. Nên là các bạn hãy cứ thử qua tất cả các thế ngồi thiền đi và tìm thấy cái thế nào là thế phù hợp nhất với mình. I will now show you a number of postures which are both suitable for meditation and which are not offensive in any meditative environment. Bây giờ thì tập thiền sư sẽ chỉ cho quý vị một số các thế ngồi thiền mà ngồi cách thoải mái và nó không có và nó lịch sự. So the posture recommended by the Buddha himself is the lotus posture. Thế đầu tiên mà Đức Phật chỉ cho mình là thế kiết già. So in lotus posture, you put one foot on the thigh of the opposite leg and the other foot on the thigh of the opposite leg. Trong thế kiết già thì mình đặt hai đầu gối chân lên đùi của cái chân còn lại. This is the posture specifically recommended by the Buddha himself. Thế này là thế mà chính Đức Phật cũng dạy cho học sinh của mình. There is no other posture recommended for meditation by the Buddha. There is no other sitting posture. Và Đức Phật thì không có chỉ cái thế ngồi bất kỳ thế ngồi nào khác. So of course there is walking, lying down, and standing, but in terms of sitting, the full lotus posture is the only way how to sit, as recommended by the Buddha for sitting practice. Tất nhiên là mình có thể nằm, thiền đi, nhưng mà nói về thiền ngồi thì thế kiết già là thế duy nhất mà Đức Phật chỉ cho học sinh, tức là Đức Phật cổ vũ.
để ngồi thiền. The Buddha, however, when he would sit in the four lotus posture, even for the night of his final enlightenment of his becoming the Buddha under the Bodhi tree, he would collect grass and sit on the grass. Nhưng mà bất kỳ khi nào mà Đức Phật ngồi, kể cả cái đêm mà Đức Phật ngồi trước ngày thiền đạo, thì ngài ngồi thời kiết già và ngài luôn luôn gom cỏ lại để lót, ở dưới luôn. But it would not be very nice of you if you brought grass into this tamo. Nhưng mà thời nay thì gom cỏ để ngồi cũng không có dễ dàng lắm, mà mai cỏ thì đường thì càng khó. Instead, you can use the meditation cushions we have here. Nên là mình có những cái gối ngồi thiền được dòng mình có ở đây. I would very much recommend for you to you that you use a meditation cushion if you sit in a full lotus posture. Và khi mà các bạn ngồi ở thế kiết già thì các bạn nên có cái gì đó nó lót được phần mông. In case if full lotus posture is uncomfortable for you, you can decide for the half lotus posture. Trong trường hợp mà thế kiết già nó khó với mình quá thì mình ngồi bán già. Half lotus posture is much more comfortable than full lotus posture. Ngồi bán già nó thoải mái hơn ngồi kiết già rất là nhiều. You can sit in half lotus posture by keeping the foot of one leg on the thigh of the opposite leg close to your abdomen. Khi ngồi bán già thì chỉ đặt một lòng bàn chân lên chân còn lại. You can use cushion, but you can also sit without cushion. Khi bán già thì bạn ngồi gối cũng được, bạn ngồi không gối cũng được. When I meditate, I use the half lotus posture and I don't use cushion. Còn như là bản thân sư thì sư ngồi theo bán thường thì sư hay ngồi bán nhà và không có ngồi gối. Also, there is the fake full lotus posture. Và sau đó là có thể nửa kiết già. In fake full lotus posture, you keep your feet somewhere between the thigh and the calf, not on the thigh itself. Ở thế nửa kiết già thì mình cũng bắt hai chân lên bù cái chân còn lại, nhưng mà thay vì kéo cái lòng bàn chân sát về phía bụng thì mình sẽ để cái lòng bàn chân nó hơi ở phía ngoài, tức là nó sẽ nằm giữa đùi và cẳng chân. Many people find the fake full lotus posture quite comfortable. Cái thế nửa kiết già này cũng dễ chịu. Or you can try the fake half lotus posture. Và tương tự cũng sẽ có thể nửa bán già, tức là. It is, I think, one of the most comfortable ways to sit. Thì đối với thầy sư thì thầy sư đây nghĩ đây là một trong những cái thế dễ ngồi nhất. In fake half lotus posture, you keep your feet, your foot, a foot on like somewhere like on the calf. In between of the thigh and the calf of the opposite leg. Khi đó thì mình cũng chỉ bắt một lòng bàn chân lên cái đùi thôi, nhưng mà mình cũng không có kéo về phía bụng mà mình sẽ để nó nằm giữa cẳng chân và đùi. Finally, there is the Burmese posture. Và gần như cuối cùng là thế ngồi của Ấn Điện. Burmese posture is assumed by keeping one foot in front of the other foot. Thế ngồi kiểu Ấn Điện là mình sẽ đứng một chân trước và một chân sau. You can sit in this posture with a cushion or without a cushion. Thế này thì cũng có thể ngồi gối mà không gối. With or without, it's very comfortable. Cả gối lẫn không gối thì như thế này rất là dễ ngồi. So this much was for the
postures with crossed legs and the postures derived from a posture with crossed legs. This much. So these are the ways how you can sit to keep your legs crossed or almost crossed. À, thì những cái thế vừa rồi là những cái thế mà mình tức là những cái thế ngồi xương vừa chỉnh là những thế ngồi với chân đan vào nhau. There is still a number of people who might not be able to sit in any of these postures. Nhưng mà vẫn có những người không thể ngồi bất kỳ cái tư thế nào như cái tư thế vừa rồi, không thể ngồi đan chân được. They may try to sit in the Japanese saiza. Nhưng mà nó sẽ ngồi kiểu Nhật. For saiza, we keep a seat under our buttocks and both of the legs around the seat. À, thế một kiểu Nhật là mình ngồi lên một cái ghế hoặc là đụng một cái gì đó cao và mình quỳ chân, tức là để hai chân song song với người. Some people also use a stool which they put over their heels and sit on it. À, có những người họ thích cái những cái ghế nhỏ, những ghế thấp và để ngồi lên. Most of the yogis who cannot sit in a cross-legged posture or even the Burmese posture take up the saiza posture. Những người mà không có ngồi được các thế mà đan chân như là bán nhạc kết già thì thường họ sẽ chọn cái thế ngồi kiểu Nhật này. And if even saiza posture doesn't work for you, then you can sit on a chair. Và khi mà cái thế kể cả cái thế kiểu Nhật này mà bạn cũng không thể ngồi được thì cách cuối cùng là ngồi trên ghế. So if you sit on a chair, two things are there to follow. Khi mà ngồi trên ghế thì có hai điều cần lưu ý. First, we keep the thigh and calf in the 90-degree angle. Giữ cho đầu gối 90 độ. You can keep your legs a little bit open so that they don't fall in or out. Chân thì mình có thể mở ra một chút để cho cơ thể của mình nó phồng. The second thing is that we don't lean over the back of the chair. Và không có ngả lưng vào hàng ghế. We keep the back straight. Giữ cho lưng thẳng. So these two things should be followed when you sit on a chair. Đây là hai điều cần lưu ý khi mà mình ngồi thiền ở trên ghế. Keeping the 90 degrees in your legs and keeping the back straight.
So when we meditate, we have primary posture and secondary posture. Khi ngồi thiền thì hãy luôn luôn chọn ra một thế ngồi chính và một thế ngồi phụ. We keep the primary posture for the most of our meditation time. Thì chủ yếu với thời gian của mình sẽ là một thế chính. Either the full lotus posture, half lotus posture, any fake full half lotus posture, Burmese posture, size up. We choose a single of them and we use it throughout the meditation time. Thì bất kỳ như thế nào trong những thế mà tức là mình có thể chọn bán nhà, kiếp già, miếng điện thế nào cũng được, nhưng mà hãy chọn ra một thế chính. Do not change it during a single sitting. Cái thế chính tức là mình sẽ trong một thời thiền mình sẽ không có thay đổi. So we always have only one posture, one primary posture for throughout each sitting, let's say 30 minutes, 60 minutes. Thì trong một cái thời thiền mà mình đề ra là 30 phút hoặc là 60 phút thì mình sẽ chọn một cái thế đó để mình chọn một thế chính mà ngồi như suốt mình. So if you sit for meditation, let's say at 10 o'clock and you meditate for 20 minutes, then even if you have there pain or whatever, you do not change from full lotus to half lotus posture. You have only one primary posture. Và khi mà mình đã chọn lên thế chính rồi thì khi mà mình có đau hay là mình có bị sao thì mình cũng không có dễ mà đổi cái thế chính đó, từ ví dụ như là từ kiết già sang bán nhà. But you will have a secondary posture for relieving your pain. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình sẽ có cái thế phụ để mà mình giảm đau. Which you will assume only for the time needed to relieve the pain. Và cái thế phụ này chỉ các quý vị chỉ ngồi đủ thời gian để cái cơn đau nó biến mất thôi. So let's say you are sitting 30 minutes after 10, you lose feeling in your left leg. Ví dụ mình ngồi 30 phút và sau 10 phút thì chân bị tê. Losing feeling is not a pain, so you continue to meditate. Bị tê thì mình không cảm thì nó không phải là cơn đau, thành ra mình cứ tiếp tục ngồi trong cái thế đó. And see whether pain accompanies the numbness. Và xem là sau cái cơn tê thì mình có bị đau hay không. Then if there is pain, you still keep around 3 minutes to see whether the pain is true or whether it's just play of your mind. Khi mà cơn đau tới thì mình sẽ quan sát cơn đau trong khoảng 3 phút để xem là cái cơn đau này nó thật sự là đau hay là chỉ là cái tâm của mình nó nghĩ là mình đau. And if the pain doesn't disappear, it doesn't decrease, then you assume the secondary posture. Và khi mà sau 3 phút mà mình không có cảm thấy cơn đau mình nó đi hoặc là nó trở nên tệ hơn thì mình sẽ đổi qua cái thế phụ. The secondary posture may be something like this, where you keep one of your legs next to you and actually don't do anything with the other leg. Cái thế phụ là thế, ví dụ như là có thể là mình đang ngồi bắt chéo chân thì mình có thể chuyển một chân ra song song, tức là ngồi nghiêng về một bên. After a minute or two, when the pain disappears, you go back to your primary posture. Sau 1 đến 2 phút rồi cơn đau đã biến mất thì mình lại trở về với thế chính. And you practice in your primary posture until pain appears again. Và mình sẽ ngồi trong cái thế chính cho đến lúc mình lại bị đau trở lại. When that happens, you go again to that secondary posture. Khi mà cơn đau trở lại thì mình lại chuyển qua cái thế phụ. You can change as many times as you like during your meditation time.
Và trong suốt cái thời gian ngồi thiền thì mình có thể chuyển qua cái thế phụ, mỗi lần bị đau bao nhiêu lần cũng được. So if you are sitting 30 minutes and you change 10 times, it's perfectly fine. Nếu mà bạn ngồi nửa tiếng mà bạn bị đau 10 lần và đổi 10 lần cũng không sao hết. But you always keep a single primary posture and a single secondary posture. Nhưng hãy luôn nhớ là mình sẽ chỉ chọn một thế chính và một thế phụ thôi. This is because we need to avoid confusion. Cái này là bởi vì mình không có muốn tâm mình nó bị hoang mang, nó bị nhầm lẫn. If there is confusion, it's very unpleasant. Bởi vì khi mà tâm mình hoang mang thì nó rất là khó chịu. Yogis who do not know that they should have a single primary, a single secondary posture, they keep changing from full lotus to half lotus to Burmese posture to Saiza during 1 hour, having no concentration and just suffering. Vâng, có nhiều trường hợp là hành giả trong khoảng 30 phút hoặc là trong cái thời một thời gian ngồi thiền đã định, họ liên tục đổi thế từ có thể từ kết già qua bán già qua miến điện, tức là đổi mỗi lần đổi là một thế khác nhau, thì như vậy thì họ sẽ không thể có sự sự định tâm và cái sự thực tập nó sẽ trở nên rất là nó không có được dễ chịu. Remember that as soon as you suffer in meditation, you are no more meditating. Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ khi nào mà bạn cảm thấy sự thực tập là khó chịu, là đau khổ, thì khi đó bạn đang không có thể hành thiền nữa. If you practice samatha, the practice of concentration, you will need to have joy and ease. Khi mà bạn thực tập thiền định thì bạn cần có hỷ và lạc. Otherwise, you will not be able to attain a deep, deep concentration. Nếu không có hỷ lạc thì bạn sẽ khó mà có thể định tâm được sâu sắc. 5 things are needed for jhana or deep, deep concentration. Có 5 yếu tố cần để có thể đạt được tâm thiền hoặc là để có được một sự định tâm sâu sắc. That's the sustained thought. Là ít vọng tưởng. Applied thought. Tâm liên tục quay, tức là tâm bám vào đề mục và tâm liên tục quay về đề mục. Joy. Hỷ. Ease. Lạc. And single purpose. Và nhất tâm. So with these 5 characteristics, you can see you will need to have joy and ease. If you are suffering, you do not have joy, ease, you cannot get concentrated, you are not practicing samatha. Từ đây thì mình có thể thấy là để thực hành thiền định, mình cần có hỷ và lạc. Nên khi mà mình cảm thấy sự tập mà cũng cứ là thành thiền là khó chịu, thành thiền là đau khổ, tức là mình không có hỷ lạc nữa, thì mình không có thể có được sự định tâm sâu sắc nữa. If you practice vipassana, you will also need joy and ease. Kể cả khi thực hành thiền minh sát thì mình cũng cần có hỷ với an. 7 things are developed in vipassana. Có 7 yếu tố mà bạn cần có khi mà thành thiền minh sát. Mindfulness. Chánh niệm. Distinguishing of phenomena. Khả năng phân biệt các hiện tượng. Energy. Tinh tấn. Joy. Hỷ. Ease. An. Stability of mind. Sự ổn định của tâm. And equanimity. Và xả. So you see, if you practice vipassana, you also will have to experience joy and ease. Nên là các bạn thấy là khi kể cả khi thực hành thiền minh sát thì mình cũng cần hỷ và an. So if you ever thought that you need suffering from meditation, you will need to rethink. Nên là mỗi khi mà bạn có một cái tác ý là thực hành thiền là mình phải cảm thấy đau khổ, phải cảm thấy khó chịu, thì bạn nên xem lại cái cách hành thiền của mình.
you have pain in your sitting practice, you change your posture. Khi mà mình có cơn đau, tức là khi mà chân mình bị đau trong lúc ngồi thiền thì mình sẽ đổi thế. But only when you are sure that the pain doesn't disappear, that it doesn't decrease. Nhưng mà mình chỉ đổi khi mà mình đã chắc chắn rằng cái cơn đau đấy nó không có tốt, tức là nó không có giảm đi. Now some people can sit 1 hour without any pain, without any movement. Có những người có thể ngồi 1 tiếng đồng hồ mà không có đổi chân, không có động đậy. Some people cannot sit even 20 minutes without movement. Còn có những người thậm chí 20 phút ngồi mà không động đậy, họ cũng không, tức là không đổi thế, họ cũng không chịu nổi. The people who can sit 1 hour without any movement, they get conceited. I can sit 1 hour without any movement. Những người mà có thể ngồi dài họ rất là dễ để họ cảm thấy tự mãn. Tôi có thể ngồi 1 tiếng đồng hồ mà không có đổi thế. The people who cannot sit even 20 minutes without any movement are sad. Oh no, I cannot sit 1 hour without 20 minutes without any movement. Còn những người không có thể ngồi dài thì họ sẽ trở nên thất vọng về bản thân, nói rằng trời ơi, tôi ngồi thiền mà sao tôi không có ngồi được thậm chí là 20 phút. So as you can see, trying to sit too long is not helpful. Nên là bạn có thể thấy đó, nhiều khi cái sự cố gắng để mà ngồi được dài thì chắc nó đã giúp bạn. It either increases your conceit where you think you are better than somebody else, or it increases your conceit where you think you are worse than somebody else. Bởi vì khi mà bạn có sự cố gắng, bạn có sự mong cầu về cái việc ngồi dài, thì một là bạn sẽ trở nên tự mãn là bạn tốt hơn người khác, bạn làm được hơn người khác. Còn ngược lại thì bạn sẽ cũng là thái cực kia của sự tự mãn, tức là mình cảm thấy mình kém cỏi hơn người khác. Get rid of your conceit. Nên là hãy buông cái sự tự mãn xuống. Take care of your health and satisfaction. Hãy chăm sóc cho cái sức khỏe và cho cái sự thỏa mãn của chính mình nhiều hơn, thoải mái của chính mình nhiều hơn. So when you have pain, change your posture. Nên là mỗi khi có bị đau thì hãy đổi thế ngồi. So now when we have covered the posture topic, we can sit in the comfortable posture in which we will meditate for 20 minutes. Và bây giờ mình đã nói qua về cảm thấy của thiền thì xin quý vị hãy chọn cho mình một thế ngồi có thể cảm thấy thoải mái và mình sẽ cùng nhau ngồi thiền 20 phút. So if you have already found and applied a comfortable posture, you can think of making it healthy. Healthy by keeping the back erect. Giữ cho lưng thẳng. And keeping your chin a little bit close to the neck. Và cằm thì hơi hướng về phía cổ. We also keep one hand on the other, connect the thumbs and keep that in the lap. Chúng ta cũng đặt hai tay lên đùi và hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau. And we see the floor in front of us. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái sàn nhà trước mặt. We do not close the eyes. Không nhắm mắt. We keep them slightly open as much as is needed for the light to come in. Mình sẽ giữ cho mắt nhắm mở nhẹ đủ để cho ánh sáng có thể nhìn thấy ánh sáng đi vào mắt. We do not close the eyes because if we close them, we may fall asleep and snore and thus
disturb the other yogis. Mình không nhắm mắt là bởi vì khi nhắm mắt thì rất là dễ bị buồn ngủ và nhiều khi mình ngáy và sẽ làm ảnh hưởng đến người xung quanh. In meditation, we don't want to sleep, we don't want to snore, we don't want to disturb other yogis. Khi hành thiền tất nhiên là mình không muốn ngủ gần, mình không muốn ngáy và mình cũng không muốn là tập tâm những người xung quanh. Therefore, we keep the eyes open. Nên là mình giữ cho mắt mở. But if you have their pain, tears, or if there are insects disturbing your eyes, then you can temporarily close them. Nhưng mà nếu mà mắt bạn bị đau, bị khô, bị chảy nước mắt hoặc là có con gì bay vào mắt thì cũng nhắm lại. When the problem disappears, you open them again. Khi vấn đề mắt nó biến mất, nó đi rồi thì lại mở mắt ra. Also, you can blink as much as you want. Và bạn cũng có thể chớp mắt nhiều, tức là bao nhiêu lần bạn muốn cũng được. Don't worry, you can blink as much as you want. Đừng có lo lắng, cứ nháy mắt nếu cần. So sitting in a comfortable, healthy posture, keeping the eyes open, we see the floor in front of us. Và bây giờ các bạn đang ngồi trong một tư thế thoải mái và khỏe mạnh, mắt mở, tay đan vào nhau và nhìn xuống sàn. And we can make the first determination. Và mình có thể nguyện câu đầu tiên. We make it in the mind, voicelessly. Mình nguyện thầm ở trong đầu. From now on, for 20 minutes, I will relax the muscles and radiate loving kindness without any movement. Và mình sẽ nguyện là kể từ bây giờ trong vòng 20 phút, tôi sẽ thư giãn toàn thân, thả thân từng và không có di chuyển. From now on, for 20 minutes, I will relax the muscles and radiate loving kindness without any movement. Kể từ bây giờ trong vòng 20 phút, tôi sẽ thư giãn toàn thân, thả thân từng và không di chuyển. From now on, for 20 minutes, I will relax the muscles and radiate loving kindness without any movement. Kể từ bây giờ trong vòng 20 phút, tôi sẽ thư giãn toàn thân, thả thân từng và không di chuyển. We can make one deep breath in and out as a mark of starting this sitting. Và mình hãy hít một hơi thật là sâu và thở ra để bắt đầu ngồi thiền. So we can focus the mind at the top of the head. Mình hướng tâm lên đỉnh đầu. And relax all the tension there. Và thả lỏng toàn bộ các cơ ở trên đỉnh đầu. We let go of the muscle. Chúng ta thả lỏng các cơ. Before I was born in the womb of my mother, I didn't come up to my mother and tell her, I want the muscle like this, I want it like that. Trước khi mình chưa vào trong bụng mẹ, mình đâu có đến gặp mẹ và nói rằng con muốn cơ của con như thế này, con muốn cơ của con như thế kia. From the time I was born until now, I didn't control how the muscle grows, how does it change. Kể từ khi mình được sinh ra cho đến bây giờ, mình cũng đâu có kiểm soát rằng các cơ nó sẽ phát triển như thế này, nó sẽ thay đổi như thế kia. And when the muscle becomes old, painful, or stops functioning, I have no control to make it otherwise. Và khi các cơ của ta già đi, trở nên đau đớn và không còn hoạt động nữa, chúng ta cũng không kiểm soát được việc đó. So I understand the muscle is not mine. Và từ đó chúng ta biết rằng cái cơ này không phải là của tôi. It's not a part of me. Nó không phải là một phần của tôi. I have no control over it. Tôi không có kiểm soát được nó. So I let go. Nên là tôi buông xả đi.
forehead. Và trán. And relax the muscles at the forehead. Và thả lỏng tất cả các cơ ở trán. Then eyes. Mắt. Nose. Mũi. Lips. Môi. Chin. Cằm. Cheeks. Má. Ears. Tai. Back of the head. Sau đầu. And you relax all the muscles throughout the head. Và chúng ta thả lỏng toàn bộ cơ ở trên đầu. Then neck, cổ, shoulders, vai, arms, cánh tay, elbows, khuỷu tay, forearms, cẳng tay, wrists, cổ tay. Fingers. Ngón tay. Tips of fingers. Đầu ngón tay. Chest. Ngực. Abdomen. Bụng. Back. Lưng. And you relax all the tense muscles throughout the upper part of the body. Và chúng ta thả lỏng toàn bộ cơ ở trên phần cơ thể. Then buttocks. Mông. Thighs. Đùi. Knees. Đầu gối. Calves. Cẳng chân. Heels. Gót chân. Ankles. Cổ chân. Toes. Ngón chân. Tips of toes. Đầu ngón chân. And you relax all the tension throughout the body. Và chúng ta thả lỏng toàn bộ cơ thể. So as we experience the peace, we can acknowledge that experience. Và bây giờ chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta đang rất là bình an. Nobody is blaming me. Không ai đổ lỗi cho tôi hết. Nobody is commanding me to do something I don't want to do. Cũng không ai ra lệnh cho tôi làm điều mà tôi không muốn. I'm not in a hurry. Tôi không có vội vàng làm gì hết. I don't need to worry about anything. Tôi không phải lo lắng cho cái gì hết. So we acknowledge the peaceful situation we are in now. Và chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang rất là bình an. And enjoy it. Và chúng ta cảm nhận nó.
further establish ourselves in the present experience. Và chúng ta có thể bao bọc bởi cái cảm giác bình an này. So we wish ourselves voicelessly. Và chúng ta nhủ thầm ở trong đầu. May I be in peace. Mong cho tôi được an vui. May I be in peace. Mong cho tôi được an vui. Anything, just allow ourselves to acknowledge the peace we already have. Chúng ta không cố gắng có ép cái gì hết, chỉ đơn giản là để cho bản thân mình được cảm nhận sự bình an mà mình đang có. We are established in our peace, we can decide to share it with others. Và khi chúng ta đã hoàn toàn đắm chìm vào trong cái cảm giác bình an này, chúng ta hãy chia sẻ nó cho những người xung quanh. So we think of the other living beings in this hall. Và hãy nghĩ đến những chúng sinh khác ở trong thiền đường này. There are human beings. Có người. Maybe some small animal beings. Có những loài vật nhỏ. And maybe even some invisible beings. Và có thể có cả những chúng sinh mà mình không có nhìn thấy được. Regardless who is here, we can allow all of them to experience the same peace we have now. Và bất kể chúng sinh đó là ai, hãy cho phép các chúng sinh đó được hưởng cái sự bình an mà bạn đang có bây giờ. So we wish them. Và mình nhủ rằng. May all beings in this hall be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh trong thiền đường này được an vui. May all beings in this hall be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh trong thiền đường này được an vui. And we can extend our loving kindness to all this building. Và chúng ta có thể trải rộng cái tâm từ cho cả cái tòa nhà này. May all beings in this building be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh trong tòa nhà này được an vui. City be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh trong thành phố này được an vui. May all beings in this township be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh trong vùng này được an vui.
May all beings in this country be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh trong đất nước này được an vui. May all beings on the continent of Asia be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh trên lục địa Á Châu được an vui. May all beings on this planet be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh trên hành tinh này được an vui. May all beings in whole the world be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh trên các cảnh giới được an vui. And we return to ourselves. May I be in peace. Và chúng ta quay lại với chính mình. Mong cho tôi được an vui. So from now on, we can radiate loving kindness to both ourselves and all beings. Và kể từ giờ phút này, chúng ta lúc nào cũng có thể lại ấn tượng cho chính mình, cho tất cả các chúng sinh. So we wish in our mind voicelessly. Và chúng ta nhủ thầm rằng, may all beings, including me, be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh và chính tôi được an vui. May all beings, including me, be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh, kể cả tôi, được an vui. If there are thoughts or sounds or forms coming into your mind, then allow them to come, allow them to change, allow them to go if they want to. Nếu các bạn có thấy bất kỳ suy nghĩ, vọng tưởng hay là hình ảnh hay là âm thanh nào mà đi qua tâm thì xin hãy để nó đến. Để cho nó ở đó và để cho nó đi một cách tự nhiên. If you try to push them away, you develop hatred. If you follow them, you develop greed. Nếu mà các bạn cố tình chối bỏ chúng thì các bạn sẽ có tâm sân. Còn khi mà các bạn đi theo những cái vọng tưởng đó thì các bạn sẽ có tâm.
they change and observe as they go. Nên là đừng đi theo chúng, cũng đừng chối bỏ chúng. Hãy cứ để nó đến đó, mình quan sát xem nó thay đổi và mình quan sát nó đi. If they don't go, they may become boring. Bởi vì nếu mà chúng cũng trở nên nhàm chán mà thôi. If they go or if they become boring, we redirect our mind from them back to the primary meditation object. Nếu mà nó đi hoặc là nó trở nên nhàm chán thì mình chỉ đơn giản là quan tâm trở về đề mục hành thiền. In this case, radiating loving kindness is your primary object and everything else is your secondary object. Trong trường hợp này thì tâm từ là đề mục chính của các bạn và tất cả những thứ khác là đề mục phụ mà thôi. So you can allow anything else than is your meditation to come in the mind, you accept it, observe it, let it come, let it change, let it go. Nên là chúng ta chấp nhận tất cả mọi thứ đến trung tâm, hãy cứ để cho nó sinh lên, nó thay đổi và nó đi. And then you return to your primary object. Và sau khi nó đã đi rồi thì mình lại mang tâm trở về đề mục chính. May all beings, including me, be in peace. Mong cho tất cả các chúng sinh, kể cả tôi, được an vui. So now, because the time for the sitting is finished, we will make the last determination. Và bây giờ 20 phút hành thiền đã gần trôi qua, chúng ta sẽ nguyện câu cuối cùng. From now on, I will be always mindful and shine with loving kindness. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ luôn luôn giữ chánh niệm và trải tâm từ. From now on, I will be always mindful and shine with loving kindness. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ luôn giữ chánh niệm và rải tâm từ. From now on, I will be always mindful and shine with loving kindness. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ luôn giữ chánh niệm và rải tâm từ. And with that determination, we slowly and mindfully change the way of our sitting. Và sau khi nguyện như vậy, chúng ta hãy từ từ đổi chân trong chánh niệm. After we have changed the way of our sitting, we still take 1 or 2 minutes to enjoy the peace we gain during meditation. Sau khi đã đổi chân, chúng ta hãy ngồi im lặng 1 đến 2 phút để cảm nhận cái sự bình yên chúng ta có thông qua hai thiền vừa rồi. We observe it, how it comes, changes and goes. Chúng ta quan sát xem nó đến, nó thay đổi và nó đi. And any feelings, perceptions, thoughts, or consciousness coming in. Và chúng ta quan sát cả những cảm giác, những tâm hành, thức, những cái vọng tưởng nó đến và nó đi.
So if you are going to stay here close to after lunch, that is lunch 10:30, I would like to know that. So those who are staying here after lunch, we continue again at 1 in the afternoon. Please raise your hand. Dạ, thầy xin hỏi là tức là bây giờ nó sẽ là giờ cơm trưa, thì sau giờ cơm trưa mình sẽ nghỉ ngơi cho tới 1 giờ. Nên là các thí sinh nào mà ở lại qua trưa và ở tiếp tục thực hành sau 1 giờ thì có thể giơ tay lên được không ạ? Okay, so who is not staying here after lunch? Nhiều quá thôi, bây giờ hỏi người nào không ở lại thì sẽ không, người nào sẽ sau buổi này sẽ về. Em đến chưa dễ. Very good. So those who are staying here after lunch, we will need to meet again for meditation instruction, and we will meet here at 1. All other things are not known to me. So where you eat, what do you eat, how do you eat, and what do you do after eating? I know nothing of that. So certainly try and go to. Dạ thì 1 giờ thì thầy sẽ bắt đầu hướng dẫn thầy tiếp tục, nên là mình sẽ gặp nhau tại đây vào lúc 1 giờ. Xin có một đề nghị nhỏ là khi mà mình gặp nhau tại đây cũng 1 giờ để hướng dẫn thì mọi người có thể tháo tất ra cho thì tốt ạ. Tại vì đó là một phần của giới luật, tức là khi mà mình đội khăn đội đầu hoặc là mình đi tất thì các tỳ kheo không có được giải pháp cho mình. Nên là trong trường hợp cho mình bị lạnh thì mình có thể lấy một tấm vải hoặc cái gì đó mình che lại. Yeah, that's only for the time when I tell you come on, because our Vinaya rules say that monk should not teach Dhamma to somebody who has shoes, and that may include socks. Also because I do not have any shoes or socks. Và chỉ khi nào mà thiền sư giải pháp hoặc là hướng dẫn cho mình thì mình mới phải tháo ra thôi ạ. Bởi vì đó là theo giới luật. Còn các giờ khác mà mình hành thiền, mình ngồi thiền như thế này, mình cứ đi tất thì thường không sáng. Sẵn sàng thì con sẽ lên một thông báo để mọi người xuống.